photo. Yeah, do look. Chào cả nhà đã trở lại kênh Dutch Way of Life của Linh. Tụi Linh đang trên đường đi tới thành Rome bằng xe bus. Tụi Linh thuê cái nhà ở cách cái thành Rome này khoảng 15 phút đi xe bus thôi, nghĩa là mình đi bộ và đi xe luôn nha cả nhà, không có xa lắm và giá cả thì phải chăng. Mình không sợ là phải tìm chỗ gửi xe ở ngoài, ở trong thành Rome, mà có muốn thì cũng không được, tại vì mình không được vào trong đó. Mình đậu ở ngoài thì mình dễ đi hơn, dù hơi mệt. Linh đang ngồi trên xe bus, cũng phải đeo khẩu trang đó cả nhà. Không đeo thì cũng không sao, nhưng mà mình đeo cho nó đúng. Tụi mình sắp tới trung tâm Rome. Mọi người thấy cái cảnh ở đây nó đẹp ghê không? Không, chắc cái đó là cái khu nhà ở thì Linh không nghĩ là vậy, mà Linh nghĩ đó là chắc cái khu nhà hàng hay là gì á. Nó ngay trung tâm và ngay cái chính giữa cái khoảng sông, nhìn đẹp ghê. Ấy dạ. Chào cả nhà đã trở lại kênh Dutch Way of Life của Linh. Tụi Linh đang đi tới trung tâm thành phố Italy. Trung tâm của Italy, nói lộn, là thành Rome, thành La Mã. Ở đây nó thành phố này thì mọi người đã biết quá nhiều về nó rồi. Nó nằm ở miền trung của nước Ý. Có nhiều công trình vĩ đại, có nhiều cái kiến trúc cổ rất là đẹp. Hôm nay thì Linh đi quay lại cho mọi người xem. Mời hả? Thành phố này không cho đi xe hơi vào trung tâm nha cả nhà, trừ khi là mình có giấy phép. Là Linh nói, ý Linh nói là đi vào buổi trưa, còn buổi tối thì mình có thể được phép đi, nhưng mà Linh nói thật, Linh nói thật là mọi người đừng có nên đi xe hơi vào đây. Tại vì đường phố rất là đông đúc. Mình đi xe bus, sau đó mình đi xe bus thì có, mình mua một vé một chặng sử dụng trong 100 phút á, thì chỉ có 1,50 đồng thôi. Cho nên nó vừa tiện lợi, vừa không lo cái phải tìm chỗ giữ xe. Thì ở với cái chỗ mình đi xe bus hoặc là xe lửa, xe tram á, mình phải đeo khẩu trang. Không bắt buộc, nhưng mà hiện tại bây giờ thì vẫn có nhiều người đeo. Tại vì mọi người biết là cái lúc mà corona nó xảy ra thì ở Ý nó có nhiều cái chuyện kinh khủng xảy ra như thế nào, cho nên người ta vẫn còn e dè nhiều lắm. Nếu mà mình trải qua một cái chuyện như vậy thì chắc chắn mình cũng sẽ rất là sợ hãi. Đẹp hết cả nhà hả? Mọi người có biết cái tượng La Mã nó khác với lại tượng Hy Lạp là như thế nào không? Thứ nhất đó là về cách mặc quần áo rồi nhá. Thứ hai là thường như cái tượng La Mã đó, nếu một cái tượng đứng riêng thường có mấy con thú ở dưới. Còn cái tượng của Hy Lạp á thì có nhiều cái cây hoặc là đứng riêng lẻ, không có thú dưới chân. Đây là nơi để tôn vinh những cái chiến binh không có tên tuổi đó mọi người, là những chiến binh vô danh đó, thì nơi này là nơi tôn vinh họ. Tôi là
mình đi tới điểm kế tiếp. Nếu mà đi sang nước Ý chơi á, thì không thể nào đi vài ngày được đâu nha cả nhà. Ít nhất giống như nhà của Linh á, là 2 tuần. Linh đi 3 tuần nhưng mà tại vì ghé nước này nước kia thì còn 2 tuần ở lại nước Ý. Là còn ít đó, không có đủ đâu. Trước đây dù là Linh đã đi rồi nhưng mà bây giờ đi lại vẫn thấy giống như là tất cả đều là mới mẻ. Mọi người nhìn phía trước là đẹp không? Qua đây thì phải ăn mặc mắc mẻ một tí. Với lại Linh thấy mấy đứa con trai nóng quá thì nó mặc áo phanh ngực, hoặc là nó khoác hời hợt cái áo, mình nhìn thì mình thấy nó hơi sợ giống như dân chơi vậy đó, chứ cũng không có gì đâu, tại vì nóng quá. Mấy công trình đẹp quá cả nhà hả? Hình như phía trước lên là nhà hát cổ.
Lần đầu tiên mình qua đây mình cũng mua cái dù này nè, cái dù kiểu này còn để ở nhà luôn, màu khác nhớ mình mới nói luôn á, anh xã hỏi Linh nhớ không. Hồi trước á là tụi Linh chụp hình cưới đây luôn á cả nhà. Đây là Colosseum nha cả nhà. Đang trong quá trình tu sửa. Mọi người đang xếp hàng chờ vào coi hay như thế gì như thế nào á, mình thì mình không có xếp hàng nữa đâu, quay cảnh ở ngoài cho mọi người xem thôi, chứ mình đi vào đó mình xếp hàng là mình mất cả một ngày luôn, mà cái thành phố này nó lớn kinh khủng lắm. Nắng quá trời nóng cả nhà ơi. Cả nhà coi mấy cái clip mà Linh đi ở Ý thì Linh cứ than nóng quá thật sự đó. Nó cháy da luôn á. Nếu mọi người theo dõi cái clip mà từ đầu khi mà Linh bắt đầu cái chuyến đi này cho tới bây giờ, mọi người sẽ thấy là cái da của Linh nó đổi màu từ từ như con tắc kè vậy á. Đây là các cái tour group tourist.
Như vậy là ít rồi đó nha cả nhà. Gia đình Linh hôm nay sẽ không vào trong mà quyết định là sẽ đi vòng vòng ở cái thành phố để coi. Sau đó thì có thể là ngày mai là tụi Linh sẽ vào trong cái chỗ viện bảo tàng này để mình tham quan cho hai đứa nhỏ nó biết. Chứ trước đây thì mọi người biết là Linh đã đi rồi thì cũng không có hứng thú vào trong, nhưng mà ở trong thì cũng rất đẹp. Nếu mà ngày mai đi thì sẽ có cơ hội quay cho mọi người xem nhiều hơn. May quá, Linh quay được cái cảnh mặt trời xuyên qua cái đấu trường La Mã. Nhìn đẹp ha cả nhà hả? Y như trong phim vậy đó. Đường thì rộng thênh thang, nhà cửa thì màu sắc nhiều nhưng mà trang nhã chứ không có chói lòa. Nhà lên qua đường hơi ẩu. Quá ẩu luôn chứ hơi ẩu gì. Mọi người đang lấy nước miễn phí á cả nhà. Mọi người thấy không? Mấy chỗ này là đều có nước để cho người ta uống hết. Thật sự là nếu mà không uống nước đầy đủ ở đây á là bị sốc nhiệt đó. Kem chocola mà loại màu đen này nè, rất là ngon luôn, ngon lắm. Chỗ này ngon, mấy cái kem kia thì cũng ngon và cái kem chocola thì cũng ngon lắm. Papa, đây là nước rửa tay và nước uống nha cả nhà. Ở bên này á, là người ta gắn như vậy để cho mình uống cho nó sạch sẽ. Với lại rửa tay cho sạch sẽ với mình uống cho đã khác chứ. Cái nguyên cái chỗ này á, mình đi á, nãy giờ tụi Linh uống 4 chai nước rồi đó, mỗi đứa một chai mà chai 1.5 lít á, mà còn không đã khác nữa đó. Bây giờ thì mình phải đi ăn kem, tại vì Linh thì ít thích ăn kem lắm. Chỉ có cái tiệm kem Salutin mà Linh giới thiệu với mọi người là Linh hay ăn thôi. Rồi là Linh không ăn ở cái tiệm kem nào khác. Tại vì Linh có con cho nên tụi nó đi đâu tới đâu thì tụi nó hay đòi ăn kem, cho nên Linh có dịp thử kem. Và Linh thấy rồi, ở cái chỗ mấy chỗ khác của nước Ý kem cũng không ngon lắm. Và không có ngon mà cái chỗ của Linh, cái chỗ mà Linh ở bán. Bây giờ thì anh xã Linh nói ở chỗ này có một cái salon kem rất là ngon, cho nên Linh muốn thử. Ở đây người ta đang làm đám cưới và chụp hình ở chỗ này. Làm mình nhớ hồi xưa quá. Ok. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chúc cặp đôi hạnh phúc nhé. Phù rể xinh đẹp nha cả nhà. Phù dâu cũng rất là dễ thương ha. Vui theo chân suốt cái cặp đôi đám cưới này để mình có cái mới lạ cho clip của mình. Chắc mình gia đình mình và cái mặt của mình cũng dính vào nhiều clip của người khác rồi. Dễ thương quá. Hả? Dạ. Quay là bên đây là tối liền, cả nhà thấy không? Ngước một chút sáng là sẽ không còn thấy gì cả. Sorry mọi người, lên nó xì rồi. I don't leave the door here, so. Chắc là cầu hôn hay gì á mà. À đúng rồi, cầu hôn, người ta cầu hôn á. Linh nhờ quay cái này trễ rồi. Hôm nay là ngày vui, có nhiều người quá. Giờ gia đình Linh đi kiếm đồ ăn. Anh xã Linh nói mình tìm món ăn Ý nha. Hỏi món ăn Ý đặc biệt là gì? Spaghetti, pizza, pasta nữa. Ủa mấy bữa trước ăn rồi mà. Mấy bữa nay ăn hoài luôn á, chứ đâu phải là giờ chỉ hôm nay đến thành Rome mới ăn cái món này đâu. Anh nói thôi đi lại thành Rome, trung tâm của Ý, để mình ăn thử cái chỗ này có ngon không. Vậy thì đi thôi, chứ mấy hôm nay thực sự là Linh ngán lắm rồi. Anh xã mình dắt mình vào cái quán Coming Out của Ý. Không biết ông có ý gì không nha. Nói chơi chứ, tại vì tụi Linh đọc cái review thì thấy ngon, cho nên vào ăn thử. Quán này thì dành cho, đặc biệt dành cho những người đồng tính. Linh ăn cái món salad gà,
Con gái của anh Linh thì chỉ ăn cái món spaghetti bình thường thôi. Còn anh xã Linh ăn cái món spaghetti giống như là thịt ba chỉ mà làm cho trái cạnh á, ăn với lại sốt cà chua. Bé kia thì ăn cái món gà nướng nhưng mà họ chưa có đem ra kịp. Đi hôm nay thì thật sự gia đình Linh cũng rã rời rồi. Mình ăn uống xong rồi thì mình đi về để nghỉ ngơi, để qua hôm sau á, ngày mai mình sẽ đi vào bên trong thành và quay tiếp cho mọi người xem cái cảnh thành bên trong như thế nào nhé. Linh cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của Linh. Nếu cả nhà thích xem clip Linh, hãy làm ơn share, like và subscribe cho Linh nhé, để Linh có thêm động lực để làm clip cho mọi người xem nữa. Linh chúc cả nhà một ngày thật là vui và hẹn gặp lại mọi người vào clip sau. Nhớ đón xem clip của Linh nha.